trường em có khoảng 40.000 sinh viên, số lượt đi lại trong khuôn viên trường mỗi ngày là rất nhiều. Chứ em suy nghĩ rằng làm thế nào để những bước chân ấy không chỉ đưa chúng ta đi đến đâu, mà còn có thể biến những bước chân ấy trở thành một nguồn năng lượng để phục vụ cho cuộc sống. Đạo của chân của tụi em á gồm có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là bộ phận bước chân, bộ phận thứ hai là bộ phận trung tâm gọi là bộ phận lưu trữ điện, bộ phận thứ ba gọi là solar. Phần cứng là gồm những con piezo và những dây điện tụi em kết nối vào, và phần mềm thì tụi em có những con Arduino để lập trình hiển thị đèn và thông số để cho người dùng có thể đọc được. Khi mọi người bước chân lên bộ phận là giảm bước chân á, bộ phận giảm á, nó sẽ có một tạo ra một năng lượng và nó truyền cho tới là bộ trung tâm gọi là bộ lưu trữ điện năng. Thì bộ trung tâm điện năng nhiệm vụ là lưu trữ điện năng lại, rồi khi nào mà người ta cần sử dụng á, để cung cấp cho các như là sạc điện thoại, biển báo hay điện giao thông á, thì nguồn điện này nó sẽ cung cấp cho những cái dịch vụ đó. Biết biểu em là những sản phẩm để demo có thể chịu tải trọng khoảng 130kg rồi. Tụi em đã thử nghiệm với những cái điều kiện thời tiết nó khắc nghiệt thì về cơ bản cái hệ thống tụi em nó vẫn ổn định và nó ít bị tác động môi trường. Phần này nó rất là gọn, nhẹ và giá thành hợp lý với mọi người, và nó có thể ứng dụng ở mọi nơi và mọi trường hợp. Tùy vào trọng lượng cơ thể của mỗi người, khi mà chúng ta nén piezo xuống thì nó sẽ tạo ra dòng điện. Sau khi 10 phút sử dụng chiếc demo thiết bị ở giữa sân trường thì thiết bị tụi em đã thu được khoảng là 30,32W. Thì đây chỉ là một mô hình demo nhỏ, sau này mà ứng dụng ở thị trường rộng lớn thì thiết bị tụi em có thể tạo ra một nguồn điện lớn hơn. Cái lợi điểm cho cái thiết bị này đó là cái lượng người đi qua lại khá là nhiều, khá là đông, kể cả ban ngày ban tối. Và đặc biệt là trong trường đại học công nghiệp này á, thì cái số lượng sinh viên tới hàng chục ngàn, cho nên cái lượng mà nó tạo ra điện thì nó khá là phù hợp. Thiết bị đó nó phải đảm bảo được cái phần là bền và cơ học và cái hiệu suất nó cao hơn. Cái này đã giúp tụi em đã mang đi thi ở các kỳ EBIT cho các trường học bên Hoa Kỳ ta tổ chức. Gia đình của tụi em sang tên đó là nâng cấp thiết bị lên và ứng dụng ở trên trường của tụi em và rộng rãi ở mọi nơi, như là bóng đèn học ở trường hay là những cái cúc sạc điện thoại cho các bạn học sinh. Nhóm em sẽ tính toán lại các thông số để giảm độ chạm trấn của thiết bị. Tụi em muốn tận dụng những nguồn năng lượng sẵn có từ môi trường cũng như là từ con người, hoàn toàn không gây hại tới những cái điều kiện môi trường, và đồng thời là cũng phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng, để tụi em có thể tạo ra những cái nguồn điện một cách miễn phí để cung cấp cho các nguồn điện công cộng. Trong cái tình cảnh mà cái nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và cái nguồn cung cấp thì nó cũng thiếu hụt, thì cái sản phẩm này nó cũng là một cái ý tưởng rất là hay để mà tận dụng những nguồn năng lượng sẵn có, cung cấp và giải quyết cái vấn đề các quốc gia đang gặp phải về vấn đề năng lượng.